Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 39. Hở, Diệp Lâm Quân đâu rồi? Cô chủ mau vào đi ạ, ông chủ cũng muốn biết tình hình giải đấu thiên tài như thế nào đấy. Dưới sự tiếp đón của quản gia, nhóm 4 người Hà Dạ Tuyết đi vào trong trang viên. Bên trong trang viên, chỗ nào cũng xa hoa hào nhoáng, mỗi một chi tiết đều có đáng giá mà chỉ sợ là một người bình thường có kiếm cả đời cũng chẳng thể nào đạt đến được. Trong căn phòng hội nghị, xa, hoa, như trong cung điện. Các thành viên trung tâm của gia tộc vua cờ bạc đều có mặt, người đang ngồi bên trên rõ ràng chính là vua cờ bạc Hà, Sơn, Kiếm. Một thế hệ truyền kỳ của đảo Kim Cương. Không ai biết được ông ta có ngần nào tài sản, cũng chẳng hay ông ta có biết bao nhiêu lá bài chưa lật. Tóm lại một cách ngắn gọn, trên hòn đảo Kim Cương này không có một người nào dám trêu vào ông Tết, cho dù có là võ giả hay đại sư thuật pháp có thủ đoạn thông thiên, thì cũng phải kính sợ ông ta đôi ba phần. Đây chính là quyền thế của vua cờ bạc. Ông ta chống nhị ột cây quải trượng cong cong, nét mặt nghiêm nghị. Ngồi dưới ông ta có mấy người e nhầm, còn đại bộ phận chính là con nối dòng của ông ta. Trên danh nghĩa Hà Sơn Kiếm có 4 đứa con, nhưng tổng cộng các con trai đón gái gộp vào thì cũng phải vượt qua con số 10. Nghe thấy Hà Dạ Tuyết đã trở về, trên gương mặt uy nghiêm của vua cờ bạc bấy giờ mới lộ ra nét cười hiền lành. Đứa con, vua cờ bạc yêu, thương nhất chính là Hà Dạ Tuyết, xếp thứ 3 trong nhà. Mọi người sau một hồi hàn huyên qua lại, vua cờ bạc bắt đầu hỏi, Dạ Tuyết, lần này các cháu đi tham dự giải đấu thiên tài thì có thu hoạch gì không? Hay là có thể kể chuyện chi tiết ở giải đấu thiên tài đi xem nào? Nhóm người, Hà Dạ Tuyết bèn thuật lại mọi chuyện diễn ra ở giải đấu thiên tài. Mọi người nghe mà ai nấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ông nội, chuyện làm Hà Dạ Tuyết thấy ngạc nhiên nhất đó chính là Diệp Lâm Quân đứng nhất thiên địa bảng. Hà Dạ Tuyết miêu tả lại Diệp Lâm Quân một cách sinh động như thật. Trong gia tộc vua cờ bạc có người lên tiếng thở dài, nếu Diệp Lâm Quân mà đầu quân góp sức cho gia tộc chúng ta thì thật là tốt nhỉ. Vua cờ bạc trừng trừng lườm người đó một cái, bây đang si tâm vọng tưởng đấy à? Diệp Lâm Quân là sự tồn tại như thế nào hả? Đó chính là chuyên nhân của tà thần, là đại ma đầu độc nhất vô nhị. Đó chính là kẻ đứng đầu thiên địa bảng đấy. Ngay cả Richard ở phòng thí nghiệm chư thân cũng phải bó tay bó chân với cậu ta đấy. Đến cả tổ chức kinh thánh đưa lời mời cũng bị cậu ta từ chối cơ mà. Nhà họ Hà nho nhỏ như chúng ta có tài có đức gì mà chứa được cỡ đại thân như cậu ta. Sau này những lời như thế này không được phép nói ra nữa, nhớ đầu để người khác nghe được thì sẽ gây ra chuyện bất lợi với nhà chúng ta đấy. Cho dù Diệp Lâm Quân không đến nhà chúng ta gây phiền thì thuộc hạ của cậu ta cũng là thất đại tà thần cũng sẽ đến làm phiền, nhà chúng ta cũng lại bị quấy nhiễu. Vua cò bạc giận dữ giải thích. Ba ơi, Diệp Lâm Quân thật sự đáng sợ như vậy sao? Lên tiếng chính là chú hai của Hà Dạ Tuyết, Hà Tông Đường. Vua cò bạc nghiêm nghị nói, đáng sợ hơn cả những gì chúng bay có thể tưởng được đấy. Cứ như thế đã, nếu cậu ta đến đảo Kim Cương. Không kẻ nào được phép cản trở gì cậu ta, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Hà Tông Đường thở dài, thế cũng phải, đảo Kim Cương của chúng ta lợi hại nhất là có Cửu Châu Huyền Tôn phải không? Xếp hạng trên thiên địa bảng cũng chỉ đứng phía sau mà thôi. 100% không phải là đối thủ của Diệp Lâm Quân rồi. Diệp Lâm Quân nếu có đến đảo Kim Cương thật thì đúng là coi trời bằng vung rồi, chẳng có ai cự cãi gì được cậu tai. Quách Phi Hiệp nhanh mồm nhanh miệng, chồm người lên hỏi, thưa vua cò bạc. Nếu vị hôn phu mà Hà Dạ Tuyết đang tìm kiếm chính là Diệp Lâm Quân thì có phải là cô ấy sẽ không cần phải gả cho cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy nữa không ạ? Vua cờ bạc thoáng sửng sốt, không khỏi nói, không chừng lại được thật đấy. Nhưng mà ông nghe nói con của Diệp Lâm Quân cũng đã tương đối lớn tuổi rồi. Lại huống chỉ bối cảnh của cậu chủ tập đoàn Hắc Thủy cũng có điều kiện tốt hơn. Sắc mặt của Hà Dạ Tuyết dần dần trở nên ảm đạm. Dạ Tuyết cháu đừng có suy nghĩ gì khác. Đến ngày mai là cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy đã qua một đây rồi. Các cháu nhất định phải đi gặp mặt một chuyến mới được. Có thể dựng đám hỏi với tập đoàn Hắc Thủy, đằng sau lại có phòng thí nghiệm chư thần chống lưng nữa, đây mới chính là mục tiêu mà gia tộc chúng ta theo đuổi. Mọi người đều nhất tề gật đầu, hiểu được. Tiếp đó, nhóm người Quách Phi Hiệp đều cùng rời đi. Vào trong xe. Cậu Quách, bọn tôi đã rà soát một vòng rồi, không thấy bóng dáng cái tên kia đâu cả. Sao dò mình lại thấy cái tên đó cứ thân thân bí bí thế nào ấy nhỉ? Quách Phi Hiệp thở dài, thôi bỏ đi, chẳng thiết phải tốn bằng đó thời dần cho. Một thằng danh người thường đâu bấy giờ Diệp Lâm Quân, đã đi, đến địa chỉ mà Song Tinh Tử đưa cho rồi.
Chỗ này là một tòa giáo đường, chẳng qua là đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, bụi đất phủ dày thành tảng, nơi nơi đều có mạng nhện răng mắc. Chẳng hề giống một nơi trốn có hơi người một chút nào cả. Diệp Lâm Quân lầu tìm một vòng, cũng chẳng hề gặp được bất kỳ ai khác. Theo dấu vết thì ít nhất cũng phải 5 năm rồi chưa có một tai xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là hai cái đứa này đưa nhầm đồ? Tài xế từ trước đến giờ chưa từng gặp người nào đến gia tộc vua cờ bạc mà to gan, như thế. Hơn nữa nhìn khí chất ăn mặc của Diệp Lâm Quân, rõ ràng là người bình thường, tuyệt đối không có quan hệ gì với gia tộc vua cờ bạc. Nếu như thật sự là nhân vật lớn, cần gì phải ngồi xe taxi tới, chứ? Tài xế dám, khẳng định, Diệp Lâm Quân tuyệt đối không rời khỏi được nơi này. Anh phải chết không thể nghỉ ngờ. Nhìn sơn trang phía xa xa, Diệp Lâm Quân đi đến đó. Chẳng qua lúc này anh đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Bọn họ nhìn Diệp Lâm Quân từng bước đi vào cửa sơn trang, đây chính là điểm đáng sợ của người bảo vệ gia tộc vua cờ bạc. Bọn họ phải đảm bảo gần, sơn trang long đăng không thể có bất cứ nguy hiểm nào xuất hiện. Cho dù một con rắn độc cũng không thể để cho sống sót. Càng huống hồ Diệp Lâm Quân, là một người sống sờ sờ thế này. Đứng lại, anh đang làm gì vậy? Một tiếng quát. Mắng, mười mấy người hộ vệ đồng loạt vây quanh. Nơi này của các anh ai làm chủ? Diệp Lâm Quân không phản ứng hỏi. Ha ha ha. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười to lên, tên nhóc này cậu không phải là ngay cả đây là nơi nào cũng không rõ chứ. Nghe, cho, rõ đây, đây là Sơn Trang Long Đẳng. Nơi ở của gia tộc vua cờ bạc, người làm chủ tự nhiên, là vua sòng bạc. Diệp Lâm Quân nghe sộp gật gật đầu, tốt. Vậy kêu ông ta ra đây gặp tôi. Lời này của Diệp Lâm Quân vừa nói ra, tất cả những người có mặt đều sửng sốt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu lóe qua một câu giống nhau, đầu người này có vấn đề à? Vậy mà gọi vua cờ bạc tồn tại cao quý tới gặp cậu ta. Cậu ta không bị điên thì cũng có bệnh. Đều ngây ngẩn làm gì, nhanh chóng đi kêu người đi. Vua cờ bạc gọi là Hà Sơn, kiếm gì đó đúng không? Nhanh chóng gọi ông ta ra ngoài gặp tôi. Nếu, như ra muộn, hậu, quả tự chịu trách nhiệm. Diệp Lâm Quân hét lên. Hà Sơn kiếm. Hà Sơn kiếm là ái. Tất cả hộ vệ đều sững sờ. Bởi vì bao nhiêu năm rồi, không có ai dám gọi thẳng tên của vua cờ bạc, cho dù là nhân vật lớn cỡ nào, cũng phải gọi một tiếng vua cờ bạc, tuyệt đối không gọi thẳng tên. Vì vậy sau khi, cái tên này, được nói ra, tất cả mọi người nhất thời không nghĩ tới đây là ai. Đây. Đây là tên của vua cờ bạc phải không? Trời ạ, tên nhóc này điên rồi. Vậy mà dám gọi thẳng tên húy của vua cờ bạc, cậu đang tìm chết sao? Lập tức khiến mọi người bình tĩnh lại. Trên mặt mỗi người đều lộ ra sự tức giận tột độ. Thằng nhóc chết tiệt này, cậu đang tìm chết đấy à? Dám kêu vua cờ bạc đến gặp cậu, tôi thấy cậu chán sống rồi. Cậu có 10 cái mạng sao? Dám đến đây dở thói ngang ngược. Vậy mà dám gọi tên của ngài ấp, cậu không chết. Coi như cậu mạng lớn. Chúng hộ vệ chính là muốn chất vấn. Diệp Lâm Quân lại cười lạnh một tiếng, tôi khuyên các anh nhanh chóng kêu vua cờ bạc ra đây. Bằng không đừng trách tôi ra tay đánh vào. Đến lúc đó đều không tốt với ai cả. Vừa nghe thấy lời này, những người này càng thêm tức giận. Diệp Lâm Quân nhiều lần khiêu khích bọn họ. Bọn họ không thể nhẫn nại được nữa. Ở trên đảo Kim Cương chẳng đáng bao nhiêu này, mấy chục năm rồi. Từ trước đến giờ chưa có ai dám ở cửa gia tộc vua cờ bạc gây sự. Đây là một tên nhóc lông tóc mọc chưa hết mà thôi. Đây không phải là tìm chết sao? Gan cũng thật là lớn. Phí lời với, cậu, ta như vậy làm gì? Giết cậu ta, vứt xuống biển cho cá ăn. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lễ độ không được, anh chỉ có thể dựa vào bạo lực thôi. Đánh đi. Nhanh chóng đánh vào, tìm được vua cờ bạc, hỏi rõ ràng nơi ở của đại sư thuật pháp. Lên, giết tên nhóc này. Này, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là anh ta gây ra hay sao? Trong mắt Phương Khởi Doanh tràn đầy bất ngờ không thể tin. Hà Dạ Tuyết gật đầu. Được, anh thế mà dám chạy đến đây mà diêu võ dương oai. Nếu anh đã muốn chết, Dạ Tuyết, tôi nói cho các cậu. Quách Phi Hiệp kể lại chuyện Diệp Lâm Quân lẩn trốn trên thuyền cho mọi người nghe. Xem ra không phải ngoài ý muốn, người này thật sự có, chút tài năng. Quách Phi Hiệp nhìn chằm é ẩm Diệp Lâm Quân, lạnh lùng nói, các người đừng động, chuyện này giao cho tôi. Tôi sẽ xử lý anh ta gọn ghẽ. Quách,
Phi Hiệp vừa vặn muốn giải quyết thù mới hận cũ cùng lúc. Từ từ, một giọng nói đầy uy, nghiêm vang lên. Vua Cờ Bạc đứng dậy, mấy người Quách Phi Hiệp lập tức lui ra. Ánh mắt Vua Cờ Bạc vẫn như cũ, nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân, nhóc coi, cậu ở đây làm gì? Nghe nói cậu muốn tôi ra ngoài gặp cậu sao? Đúng vậy, mục đích tôi tìm ông rất đơn giản. Tôi chỉ muốn, hỏi thăm, tung tích của một người mà thôi. Ngữ khí của anh không có chút sợ hãi nào bên trong. Diệp Lâm Quân vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay từ đầu, mọi người cứ nghĩ Diệp Lâm Quân đến để khiêu khích gây chuyện. Hoàn toàn, không, ngờ rằng đến để hỏi thăm tung tích của một người. Hà Dạ Tuyết kinh ngạc. Vua Cờ Bạc kinh ngạc, tất cả mọi ý trời đều ngẩn pha, Vua Cờ Bạc yên lặng vài giây, sau đó hỏi, cậu muốn hỏi thăm, tung tích của ai? Chuyện tới bây giờ, ông ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc người mà Diệp Lâm Quân không ngại đặt cược với gia tộc Vua Cờ Bạc để hỏi thăm tung tích là yêu tôi muốn hỏi, thăm một vị đại sư, thuật pháp, tôi không biết tên thật của ông ta, chỉ biết ông ta có biệt danh là bán tiên, bán quỷ. Ông có biết không? Diệp Lâm Quân hỏi. Cái gì cậu, muốn nghe tần tức của, ông ta? Diệp Lâm Quân vừa nói ra, không khí ở đây rõ ràng bị đè nén, hơn nữa sắc mặt của Vua Cờ Bạc thay đổi rõ ràng. Cái tên bán tiên bán quỷ vừa được nhắc tới, người trẻ tuổi không cảm thấy gì. Nhưng người lớn tuổi đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì Diệp Lâm Quân vừa nhắc tới một điều cấm kỵ ở đảo Kim Cương. Bán tiên nói ông ta có pháp thuật thông thiên, thuật phong thủy quả thực vô cùng kỳ diệu. Trong vòng thượng lưu của đảo Kim Cương trước kia, bất kể là khai trương công ty hay là cưới vợ sống chết đều phải mời ông ta ra tay. Phàm là người từng được ông ta giúp đỡ thì đều xuôi gió xuôi nước, đi lên con đường đại phú đại quý. Cho dù là người có cấp bậc như Vua Cờ Bạc cũng không ngoại lệ. Đều từng đi tìm vị đại sư này, có thể nói mấy vị đứng đầu đảo Kim Cương có được sự huy hoàng như hiện giờ hoàn toàn không thể không có liên quan đến vị đại sư này. Cho nên khi Diệp Lâm Quân nhìn thấy tư liệu về vị đại sư kia, anh mới có thể khiếp sợ như vậy. Nói không phải khoa trương, sự huy hoàng của đảo Kim Cương ở vài chục năm trước hoàn toàn có liên quan chặt chẽ với vị đại sư này. Là một mình ông ta gây dựng nên, nhưng đáng sợ nhất chính là bán quỷ. Lúc đầu danh hiệu bán quỷ gần như được dùng để nói về khuôn mặt xấu xí như quỷ của ông ta. Nhưng sau đó mọi chuyện đều thay đổi. Danh hiệu bán quỷ trở thành một loại cấm kỵ, trở thành câu chuyện khủng bố của mỗi người. Tuy nhiên đây đều là chuyện xảy ra sau này, bị tầng lớp đứng đầu của đảo Kim Cương phong kín hoàn toàn. Thế cho nên người trẻ tuổi bây giờ và người ngoài đảo Kim Cương mới không biết tin tức về vị đại sư thuật pháp này. Lúc này mới xuất hiện tài liệu mà Song Tinh Tử đưa cho Diệp Lâm Quân, nguyên nhân xuất hiện sự khác biệt. Nhìn thấy phản ứng của mấy người Vua Cờ Bạc, Diệp Lâm Quân biết mình đến đúng rồi. May mắn anh đã tìm thẳng tới Vua Cờ Bạc. Nếu tìm những người khác, có lẽ chỉ có thể lãng phí thời gian. Dường như những người trẻ tuổi như Hà Dạ Tuyết đều không biết bán tiên bán quỷ, ai nấy đều nghỉ hoặc nhìn Vua Cờ Bạc. Lạ đúng vậy, lần này tôi đến đảo Kim Cương là để tìm bán tiên bán quỷ, Diệp Lâm Quân nói với ngữ khí khẳng định. Sắc mặt Vua Cờ Bạc rất giận dữ, ông ta nói, cậu đi đi. Chỗ này không có bán tiên bán quỷ nào cài, tôi cũng không biết ông ta ở nơi nào. Hà! Vua Cờ Bạc nói ra lời này khiến cho tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Theo lý mà nói, Diệp Lâm Quân khiêu khích như vậy, còn nhắc tới cả bán tiên bán quỷ. Tuyệt đối sẽ không để anh được sống sót. Thế mà ông ta lại để anh đi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ có liên quan đến bán tiên bán quỷ? Hả, ông khẳng định mình không biết ông ta ở đâu à? Diệp Lâm Quân hỏi lại. Vua Cờ Bạc lên tiếng phủ định, không biết. Cậu cũng đừng tìm, mau rời khỏi đảo Kim Cương đi, nếu không cậu, sẽ chết không có chỗ chôn thân đấy. Thật sự là ông không biết sao. Dương, Hạo Quân thì thào nói, anh, cũng muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, anh nhận được một tin nhắn của Tây Thiên Vương, tin nhắn, bán tiên bán quỷ bị Vua Cờ Bạc giam giữ. Đọc xong tin nhắn, sắc mặt Diệp Lâm Quân đột nhiên thay đổi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Vua Cờ Bạc. Vua Cờ Bạc bị Diệp Lâm Quân nhìn với ánh mắt như vậy thì, chột, dạ, ông ta quát lớn, nhanh cút đi. Nếu cậu không đi, tôi cam đoan cậu sẽ phải bỏ mạng tại đây. Diệp Lâm Quân cười lạnh, ông chột dạ như vậy làm gì? Bán tiên bán quỷ đang bị ông giam giữ à? Những lời không sợ chết không ngừng được nói ra, Diệp Lâm Quân vừa dứt lời,
Sắc mặt vua cờ bạc và mấy người anh em của ông ta đều thay đổi rõ ràng, lộ ra vẻ không thể tin. Cậu, sao cậu lại biết? Sắc mặt Hà Công Đường trở nên trắng bệch, há mồm thở hổn hển hỏi. Cái này cũng là điều vua cờ bạc muốn hỏi. Lúc này đây, bọn họ mới thật sự xem trọng Diệp Lâm Quân. Thì ra cậu ta biết, bán tiên bán quỷ, bị mình giam giữ. Cho nên cố ý tìm đến đây. Mấy người Hà Dạ Tuyết ngây người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với ông ta? Vua cờ bạc sợ hãi hỏi. Diệp Lâm Quân cười nói, tôi không quen biết ông ta, tôi tìm ông ta là vì muốn mời ông ta ra tay mà thôi. Giao người ra đây, tôi không can thiệp vào ân oán của các người. Tôi chỉ tì để nhờ ông ta làm chút chuyện mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt, vua cờ bạc dịu đi không ít. Cậu thật sự không có quan hệ gì với ông ta sao? Diệp Lâm Quân lắc đầu, không có. Ha ha ha. Vua cờ bạc bất chợt cười to ra tiếng. Mấy người Hà Công Đường cũng nhốn nháo lộ ra gương mặt tươi cười. Tôi còn tưởng rằng cậu chính là truyền nhân hai người nhà của người kia, thế mà lại không quen không biết. Hà Công Đường cười nói. Sao mà Diệp Lâm Quân không hiểu rõ ý tứ của họ cơ chứ? Ngay từ đầu, lúc anh nói ra bán tiên bán quy, nhóm người vua cỏ bạc đã cho rằng mình có quan hệ với bán tiên bán quỷ rồi. Từ đó mới e ngại hơn, họ sợ hãi mục đích của anh tới là cứu người hay báo thù. Bây giờ khi đã biết rõ mình muốn tìm bán tiên bán quỷ để ra tay thì họ hoàn toàn không còn sợ gì. Giết là được rồi. Chuyện bán tiên bán quỷ bị dòng họ vua cờ bạc giam giữ tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Cho nên, Diệp Lâm Quân đã định là phải chết. Vua cờ bạc vừa muốn hạ lệnh giết Diệp Lâm Quân, nhưng anh đã vượt lên nói trước, tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn giao người ra đây, đừng ép tôi phải tự mình ra tay. Vì vợ mình, Diệp Lâm Quân mặc kệ cái gì gọi là khó khăn trắc trở gì, dù có gì xảy ra thì anh cũng sẽ ra tay. Hửm. Lời nói này của Diệp Lâm Quân khiến cho mọi người đều sững sờ. Có khi nào, dòng họ vua cờ bạc bị người ta uy hiếp cơ chứ? Thằng nhóc chất tiệt, ngược lại cậu cũng có dũng khí lắm đó. Lại còn dám uy hiếp cả chúng tôi vậy tôi sẽ phải nói chắc chắn lại cho cậu biết. Ông ta, tôi sẽ không giao ra đâu. Cậu nên bỏ ngay cái suy nghĩ này của mình đi. Nhìn cậu cũng có mấy phân sức mạnh, nếu cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai, tôi sẽ xem xét lại mà tha cho cậu một mạng. Vua cờ bạc nói, cũng không phải ông ta có lòng tốt gì chỉ là những người đã tồn tại như ông ta rồi thì lợi ích là trên hết, tính mạng con người không tính là cái gì cả. Chỉ là trong khoảng thời gian này, ông ta đang ăn chay niệm Phật. Ông ta có một người bạn là thầy tu nói với ông ta là đừng nên để bản thân vấy máu vào những ngày gần đây. Căn cứ vào cái này, vua cờ bạc mới có thể tha cho Diệp Lâm Quân một con đường sống. Nếu không với việc Diệp Lâm Quân biết một bí mật lớn như vậy, tất nhiên anh phải chết là điều không thể nghi ngờ. Anh vẫn còn đang chờ cái gì? Ông nội của tôi đã tốt bụng như vậy, tha cho anh con đường sống. Anh còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi đi. Hà Dạ Tuyết thúc giục. Tất cả mọi người ở đây đều hô hào là vua cờ bạc có lòng tốt. Diệp Lâm Quân lại vui vẻ cười khinh. Muốn giết mình sao? Họ có bản lĩnh tới bậc này à? Như vậy đi, tôi cho các người một cơ hội. Ngày mai vào thời gian này nên ngoan ngoãn giao. Bán tiên bán quỷ ra cho tôi sẽ coi mọi chuyện như không có gì xảy ra. Nếu như tôi vẫn không thấy người, thì các người hãy tự gánh lấy hậu quả, tôi sẽ lật tung trang viên long đằng này lên để tự mình tìm ra người đó. Diệp Lâm Quân trầm giọng nói. Cái này, nghe được Diệp Lâm Quân nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt mấy giây. Mấy chục năm nay, chưa hề có người nào dám khiêu khích dòng họ vua cờ bạc, càng không có ai dám uy hiếp dòng họ vua cờ bạc kiểu như thế đây là từ xưa tới nay mới thấy lần đầu tiên. Lại còn công khai thời gian xử phạt ra để uy hiếp. Sỉ nhục, đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Tất cả người trong dòng họ vua cờ bạc đều đỏ mặt lên, vô cùng tức giận với việc này. Khiêu khích tới trên đầu thái tuế mà. Cái này sao họ có thể chịu được cơ chứ? Giết cậu tai! Giết chết cậu tai! Mọi người đều đồng loạt kêu lên. Hà Công Đường vung tay lên, hô lớn một tiếng, giết! Dám khiêu khích người nhà họ Hà, giết chết không tha! Đang lúc những cao thủ mạnh nhất muốn ra tay thì đột nhiên giọng nói của vua cờ bạc lại vang lên, từ từ đã. Hôm nay cứ thả cậu ta đi đi, ngược lại tôi muốn nhìn thử xem, ngày mai nếu tôi vẫn không giao người ra, vậy sẽ có hậu quả gì hay không? Vẻ mặt của vua cờ bạc biến thành tươi cười.
Thật ra ông ta thấy, Diệp Lâm Quân chẳng khác gì một con giun con dế cả. Cứ cho là anh có chút bản lãnh nhưng những người mạnh mẽ nắm quyền đã lâu của dòng họ Vua Cờ Bạc như họ thì có thể tùy ý muốn giết hay không thôi. Thế nhưng chuyện này cũng trở nên thú vị hơn. Hà Sơn kiếm ông đây, chưa từng có người nào dám uy hiếp ông ta như vậy. Đây chắc chắn chính là lần đầu tiên. Ông ta cảm thấy khá hứng thú, muốn biết thử xem Diệp Lâm Quân nói tự gánh lấy hậu quả là như thế nào. Cho nên lúc này, ông ta mới muốn thả Diệp Lâm Quân đi trước. Chờ thử xem ngày mai, lúc ông ta không giao người thì Diệp Lâm Quân sẽ làm như thế nào. Thật sự cậu ta muốn lật tung Sơn Trang Long Đẳng hay sao? Ông ta vô cùng chờ mong tới lúc đó nha. Sau khi Tây Thiên Vương nghe xong thì lập tức bừng tỉnh ra, như hiểu được cái gì mới mẻ lắm. Cho nên ngài cho bọn họ thời gian một ngày, là để họ buông lỏng cảnh giác, thậm chí Vua Cờ Bạc có thể sẽ đi xem xét lại bán tiên bán quỷ, từ đó sẽ biết được chỗ giam bán tiên bán quỷ đúng không? Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng vậy, tôi đã phái người ngầm canh gác ở Sơn Trang Long Đăng rồi. Chỉ cần nhóm người Vua Cờ Bạc đi xem ông ấy, tôi lập tức biết được chỗ kia. Không hổ là vương mài bội phục. Tây Thiên Vương kinh sợ thán phục không thôi. Quả nhiên đúng như những gì Diệp Lâm Quân suy đoán. Vua Cờ Bạc đã đi gặp bán tiên bán quỷ. Thật ra bên dưới mặt đất của Sơn Trang Long Đẳng có một mật động khác, chỉ là cửa vào vô cùng khó tìm ra mà thôi. Trong dòng họ Vua Cờ Bạc, người biết được. Cánh cửa này không hơn ba người. Thậm chí ngay cả Hà Công Đường và Hà Công Vấn cũng không biết cửa ra vào ở chỗ nào. Chỉ có Vua Cờ Bạc, cận vệ và quản gia của ông ta biết mà thôi. Ba người đi vào cửa xong thì tiến vào thế giới bên dưới mặt đất. Thật tình không biết là có người âm thầm thấy được tất cả. Thế giới bên dưới lòng đất, có một mật thất. Cửa mật thất được chế từ hợp kim đặc biệt. Dù có là đạn đạo cũng không phá vỡ nổi. Trừ phi có đồ vật đặc biệt của Vua Cờ Bạc quét hình, nếu không sẽ không mở ra được. Dù là cao thủ mạnh nhất cũng không có cách nào mở nổi cánh cửa này. Cho nên bán tiên bán quỷ bị giam ở chỗ này, thì tất cả mọi người đừng nghĩ sẽ cứu ra ngoài được. Sau khi Vua Cờ Bạc quét hình xong thì cánh cửa dần dần mở ra. Đập vào mắt chính là không khí ẩm ướt và mùi hôi thối nồng nặc. Có thể khiến cho người ta nôn mửa. Trước mắt không gian vô cùng chật hẹp, có một người đang bị dây xích sắt cột người lại. Trên mặt đất, khắp nơi đều là hình dáng của đám chuột chết. Vua Cờ Bạc cười lạnh một tiếng, sao rồi? Vẫn ăn ở được chứ? Cái gọi là ăn chính là mỗi ngày Vua Cờ Bạc cho người ta ném đám chuột chết nào vào. Tạch tạch tạch, xích sắt rung động, người kia từ từ ngẩng đầu lên. Một gương mặt với vết sẹo xấu xí trải rộng trên mặt giống như quỷ lập tức xuất hiện. Một con mắt bị mù, một con mắt lại là màu đỏ hồng ghê rợn. Thân thể ban đầu của bán tiên bán quỷ đã tàn tật rồi, còn trải qua thời gian bị Vua Cờ Bạc nhốt ở chỗ này nên càng thêm chật vật không tả nổi. Nhưng trên người của ông ta vẫn có một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta nhịn không được mà run rẩy. Ông đã đến rồi sao? 11 năm rồi. Bán tiên bán quỷ phát ra tiếng nói cực khàn. Từ khi Vua Cờ Bạc giam ông ta lại tới này cũng đã trọn vẹn 11 năm. Nhưng cũng chưa lần nào đi tới xem ông ta. Thật lý thú, hôm nay vậy mà lại có người tới chỗ này của tôi tìm ông, còn quy định thời gian một ngày buộc tôi phải giao ông ra. Nếu không sẽ tự nhận lấy hậu quả. Ha ha ha. Vua Cờ Bạc nhịn không được mà cười to ra tiếng. Những năm nay, dòng họ Vua Cờ Bạc hay thậm chí là đảo Kim Cương đều yên tĩnh quá mức rồi. Nhất là sau khi Cửu Châu Huyền Tôn bế quan, càng không có chuyện gì xảy ra nữa. Vua Cờ Bạc cũng muốn tìm chút chuyện gì đó làm cho đỡ chán. Bọn người Hà Công Đường lập tức hiểu rõ ý tứ của Vua Cờ Bạc. Được, thả cậu ta đi. Trước khi Diệp Lâm Quân đi, anh còn để lại một câu, tôi chỉ có cho mấy người thời gian một ngày này thôi, các người có thể xuất ra hết tất cả át chủ bài thì xuất ra cho hết chờ tôi đi. Ha ha ha, câu nói này của Diệp Lâm Quân chẳng những không được người ta coi trọng mà ngược lại còn dẫn tới từng trận cười chế giễu. Không ai xem câu nói này thành chuyện to tát gì cả, bọn họ chỉ coi nó như là một trò cười mà thôi. Thằng nhóc này định dùng kế hoãn binh à? Tôi nhìn thấy hơn phân nửa là muốn chạy trốn rồi, mới cố ý nói cho chúng ta thời gian một ngày đó thôi. Tôi cũng nhìn ra, rất có thể là ý này. Ngày mai tuyệt đối chúng ta sẽ không đợi được cậu ta đâu, cậu ta sẽ về nghĩ cách rời khỏi đảo Kim Cương. Đám người ở đây chỉ cho rằng Diệp Lâm Quân muốn chạy trốn. Người đâu? Nhìn chằm chằm vào cậu ta cho tôi, tuyệt đối không thể để cậu ta rời khỏi đảo Kim Cương.
tôi còn muốn xem thử hậu quả là gì mà. Vua Cò Bạc vừa hạ lệnh xuống lập tức có vài cường giả cấp cao đi theo. Hà Công Đường tiến lên phía trước, cười nói, bố, ngày mai ngược lại là ngày lành tháng tốt đấy ạt hừm. Thứ nhất, cậu chủ nhỏ của công ty Hắc Thủy sẽ tới đây. Thứ hai, đó cũng là thời gian Cửu Châu Huyền Tôn xuất quan. Thứ ba, cũng là thời gian ước định của thằng nhóc này. Hà Công Đường giải thích. Vua Cò Bạc cười to vài tiếng, cái này cũng đến đúng lúc lắm. Thật sự là ngày tốt lành mài ngày mai cũng mời Cửu Châu Huyền Tôn tới đây đi. Mọi người cùng nhìn xem trò hay này. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười vang. Bố của Hà Dạ Tuyết là Hà Công vẫn cười to nói, nếu vậy, ý con là nếu thằng nhóc này dù có bản lĩnh cao ngất trời. Nhưng ngày mai ở dòng họ Vua Cò Bạc chúng ta còn có Cửu Châu Huyền Tôn, công ty Hắc Thủy và toàn bộ giới quyền quý ở đảo Kim Cương này. Cậu ta cũng sẽ chết mà thôi. Huống chỉ cái này con chỉ đưa ra ví dụ, cậu ta chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi. Vua Cò Bạc cũng cười vui vẻ, là do chính cậu ta nói để chúng ta đưa hết cao thủ, át chủ bài của mình ra đấy. Nên bố sẽ đưa ra theo ý cậu ta mà thôi. Vua Cò Bạc chỉ coi việc này như chuyện vui mà thôi. Nhưng ông ta thật sự không nghĩ tới Diệp Lâm Quân thật sự đáng giá để ông ta xuất ra hết át chủ bài của mình. Lúc Diệp Lâm Quân đã quay về nơi ở mà Tây Thiên Vương sắp xếp. Vương, vì sao anh không trực tiếp đánh vào dẫn người đi ra luôn? Tây Thiên Vương không hiểu hỏi. Tự tiện ra tay có thể sẽ thất bại trong gang tấc đấy. Thứ nhất, chuyện bán tiên bán quỷ bị giam có rất ít người biết, nhìn phản ứng của ông ta giống như rơi vào cấm kỵ nào đó rất kinh khủng nên chắc nơi giam giữ cũng vô cùng thần bí, tôi không nhất định sẽ tìm thấy được. Dù lật tung dòng họ Vua Cờ Bạc lên cũng chưa chắc có ích. Thứ hai, nếu như tôi ra tay, ép buộc họ tới đường cùng có thể họ sẽ giết chết bán tiên bán quỷ. Diệp Lâm Quân giải thích. Sau khi nghe xong, bán tiên bán quỷ nhếch miệng lên, không nói câu nào. Thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này còn có người nhớ kỹ tôi đây. Yên tâm đi, ông chỉ có thể chết già ở chỗ này, sẽ không ai có thể cứu được ông ra đâu. Ngày hôm sau, đây là một lễ cực lớn với người ở đảo Kim Cương. Có hai chuyện lớn cực kỳ oanh động. Thứ nhất chính là thời gian Cửu Châu Huyền Tôn xuất quan. Thứ hai là cậu chủ của công ty Hắc Thủy muốn tới đây. Đảo Kim Cương là một hòn đảo có kinh tế phát triển mạnh nhất ở phương Đông, tên tuổi của những người trọc phú tự nhiên sẽ không ít. Dù sao tên của đảo Kim Cương cũng chính là từ tên của người kia mà ra. Bởi vì có quá nhiều tiền nên mới có thể đặt tên là đảo Kim Cương. Bọn họ đối với chuyện cậu chủ của công ty Hắc Thủy tới thật sự là vô cùng coi trọng. Ở sân bay, từ sớm đã có người tới đón. Thậm chí có không ít ngôi sao ở đảo Kim Cương tới dòng họ Vua Cờ Bạc để cổ vũ. 10 giờ sáng, theo một tiếng động ầm vang nổ ra ở đảo Kim Cương. Cửu Châu Huyền Tôn xuất quan rồi. Đã từng là người ở đứng vị trí thứ 3 của thiên bảng, bây giờ đã trở thành đại sư pháp thuật bậc thứ 4 của thiên bảng chính thức xuất quan. Hàng nghìn đệ tử lập tức quỳ xuống nghênh đón. Thanh thế vô cùng lớn. Sau khi bế quan sắc mặt của Cửu Châu Huyền Tôn vẫn luôn cứng ngắc như vậy không hề có dấu hiệu vui sướng chút nào. Chúc mừng, tu vi của sư phụ lại tăng lên lần nữa rồi ạ. Nhóm đệ tử rối rít chúc mừng. Chỉ thấy Cửu Châu Huyền Tôn cười khinh miệt ra tiếng, vậy thì tính là gì? Ở trên thiên bảng tôi lại phải lùi về sau một bậc kia kìa. Bây giờ sư phụ mới xuất quan nên có thể đánh cái tên Diệp Lâm Quân kia một trận. Trực tiếp giành lại vị trí thứ nhất thiên bảng mang về. Ngài mới là người xứng đáng đứng đầu thiên bảng. Đúng, sư phụ, ngài mới xứng đáng là người đứng đầu thiên bảng. Tất cả đồ đệ đều nhanh nhỏ nịnh hót lên tiếng nói. Sắc mặt của Cửu Châu Huyền Tôn lập tức thay đổi, các người đừng nói lung tung. Nếu để cho những người khác nghe được, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Đừng nhìn thấy tôi bế quan mà nghĩ tôi không biết chuyện gì, tất cả chuyện xảy ra bên ngoài tôi đều biết cả. Tôi bế quan thành công, thực lực có thể tăng là đúng, nhưng khả năng của tôi cũng chỉ như người bình dân cầm kiếm đứng giữa trời xanh mà thôi. So với Diệp Lâm Quân tôi thật sự là không phải đối thủ. Cái này tôi nhất định phải thừa nhận. Khi mọi người đều rối rít hít một hơi khí lạnh. Diệp Lâm Quân mạnh như vậy sao? Đương nhiên, không phải anh ta là người đứng đầu thiên bảng hay sao? Thấy được anh ta, tôi chỉ có thể đầu hàng, vừa rồi cái thứ kia nói còn không muốn nói. Cửu Châu Huyền Tôn vô cùng uy nghiêm nhắc nhở. Sư phụ, Vua Cờ Bạc xin ngài đi qua đó một chuyến. Được, đi thôi. Sau khi Cửu Châu Huyền Tôn đã đi vào Sơn Trang Long Đằng. Lại qua một đoạn thời gian,
từng chiếc xe bắt đầu tập trung lại, thậm chí còn có mấy chiếc trực thăng cũng tới. Cậu chủ công ty Hắc Thủy là, Jim dần tới. Cùng đi theo anh ta tới đảo Kim Cương này còn có đoàn đại biểu của tập đoàn quốc tế lớn. Ví dụ như tập đoàn Tam Tinh của Tinh Quốc, tập đoàn lớn của đảo Đông Ca. Đằng sau đi theo tới đảo Kim Cương còn có các cấp bậc quyền quý khác. Sau khi Jim dần đi vào, bầu không khí trong Sơn Trang Long Đằng càng náo nhiệt ồn ào hơn. Vua Cờ Bạc, Cửu Châu Huyền Tôn và Jim dần lần lượt ngồi lên trên vị trí của mình. Ngồi phía dưới họ đều là những người quyền quý nắm quyền cực lớn. Dường như toàn bộ những ông tai to mặt lớn ở đảo Kim Cương đều tập trung lại đầy đủ. Cảm ơn mọi người đã tới tham gia bữa tiệc nhỏ này. Đầu tiên chúng ta phải chúc mừng Cửu Châu Huyền Tôn đã xuất quan. Tiếp theo chính là chào mừng cậu Jim dần đã đến đây. Sau một hồi khách sáo qua lại, vua Cờ Bạc cười nói, thực sự không dám giấu giếm. Tôi có ước định với một người, có lẽ cậu ta cũng sắp tới đây, còn xin các vị giúp tôi chống đỡ. Vua Cờ Bạc đang đợi Diệp Lâm Quân. Chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Châu Huyền Tôn hỏi. Đây cũng là nghi vấn của những người khác. Vua Cờ Bạc nói rõ chút chuyện cho mọi người nghe, tất cả mọi người đều cười ầm lên. Vua Cờ Bạc thật đúng là tính trẻ con còn chưa hết mà, vậy mà cũng để chuyện này trong lòng. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa như vậy chỉ lừa gạt ông mà thôi. Cửu Châu Huyền Tôn cười nói. Những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Vua Cờ Bạc cười trả lời, không nhất định mà, nếu chẳng may thằng nhóc kia thật sự có bản lĩnh cao ngập trời thì sao đây? Ha ha! Được, vậy chúng tôi sẽ chờ cậu ta. Tôi vừa mới xuất quan, vừa vặn muốn tìm người luyện tay một chút đây. Hy vọng thằng nhóc này sẽ mạnh một chút. Ha ha! Cửu Châu Huyền Tôn cười mà những người khác cũng đều cười theo. Mọi người chỉ coi việc này như chuyện hài mà thôi. Jim dần cười lạnh lẽo nói, một khi hai nhà chúng ta kết thông ra, công ty Hắc Thủy chúng tôi sẽ vĩnh viễn đứng về phía nhà họ Hải, tôi xem thử là ai dám động vào các người. Câu nói này vô cùng bá đạo, thậm chí ẩn chứa ý tứ bá đạo ngập trời. Ý tứ chính là có chủ các phòng đứng phía sau gia tộc Vua Cờ Bạc, còn ai dám tranh cãi cơ chứ? Bố, theo con thấy thằng nhóc kia chỉ là nói mò mà thôi, cậu ta dám tới sao? Không thể nào đâu. Hà Công Đường cười nói. Người bố phái đi theo đã truyền tin tức về nói cậu ta không hề rời đảo Kim Cương. Bây giờ vẫn chưa rời đi, có lẽ là cậu ta cũng muốn tới đây. Vua Cờ Bạc nói. Có thể tới, vậy thì quá tốt rồi. Mọi người nhốn nháo chờ mong. Đến đây nào, Dạ Tuyết, con gặp qua, Jim dần một lần đi nào. Vua Cờ Bạc đẩy Hà Dạ Tuyết lên phía trước. Ha ha, vậy thì chúng tôi yên tâm rồi, những bậc quyền quý ở đảo Kim Cương rối rít thở dài một hơi. Bọn họ sợ sẽ có người tới đoạt. Đúng rồi, thằng nhóc kia đâu? Sao còn chưa tới? Bất chợt có người nhắc tới Diệp Lâm Quân, tôi nghĩ tên đó sẽ không tới đâu nhỉ? Tôi cảm thấy có lẽ cậu ta không dám. Hà Công Đường vừa định nói Diệp Lâm Quân sẽ không dám tới. Không nghĩ tới còn chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, giống như là sấm sét đánh xuống, nổ tung toàn trường. Tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn nhìn qua. Nơi xa có một bóng người xuất hiện, chính là Diệp Lâm Quân. Ánh mắt của mọi người đều rối rít tập trung trên người của Diệp Lâm Quân đang đi tới. Thằng nhóc này vậy mà dám tới. Quách Phi Hiệp hùng hổ nói một câu. Tất cả mọi người đều có phản ứng ban đầu là kinh ngạc. Tuổi còn rất trẻ, quá bình thường. Hửm, thằng nhóc này cuối cùng là người nào đây? Cũng dám dương oai với dòng họ Vua Cỏ Bạc hay sao? Tôi cũng coi như là có kiến thức rộng, mấy trăm năm này những người mạnh nhất ở đại họ tôi đều biết hết. Thậm chí những người trẻ tuổi ở thế hệ của tôi chỉ cần nổi danh một chút tôi cũng biết, nhưng thằng nhóc này mặt mũi lạ quá, căn bản là tôi không biết nha. Đúng vậy, thằng nhóc này hoàn toàn không rô. Không biết là từ đâu xuất hiện nữa, vậy mà cũng dám tới gây phiền phức cho dòng họ Vua Cỏ Bạc. Tiếng mọi người đều bàn luận vang lên bốn phía. Căn bản là không ai biết Diệp Lâm Quân. Jim dần cũng sửng sốt nửa ngày, anh ta kinh ngạc nói, người dám đến gây phiền phức cho nhà họ Hà chính là anh ta sao? Tiếng nói của Jim dần chỉ nghe ra được 7-8 phần, ngay từ đầu cho là một thế lực lớn tới tìm dòng họ Vua Cỏ Bạc. Lại không nghĩ tới chỉ có một người. Đúng vậy. Chỉ có một người. Jim dần vẻ mặt lạnh như băng, chỉ có một người cũng dám khiêu khích nhà họ Hà. Muốn chết mài. Dừng lại. Hộ vệ ở cổng ngăn Diệp Lâm Quân lại. Để cậu ta đi vào. Vua Cỏ Bạc vung tay lên, hộ vệ lập tức tránh ta. Diệp Lâm Quân chắp hai tay sau lưng,
từng bước đi vào trong Long Đằng Sơn Trang. Nhìn quanh một vòng, Diệp Lâm Quân cười nói, ngược lại các người cũng rất để ý tới tôi đấy. Nên tìm người đều tìm tới hết rồi này. Ha ha, vậy chắc chắn là tôi muốn nhìn thử xem cậu làm sao lật tung chỗ này lên. Vua Cò Bạc cười lạnh một tiếng. Căn bản là không coi lời nói của Diệp Lâm Quân ra gì. Chỉ là mọi người đang xem một tiết mục thôi. Ở đấy, Quách Phi Hiệp cũng cười khinh nói, hôm nay, thằng nhóc này phải chết ở đây là điều không thể nghi ngờ. Lúc trước ở bến tàu tôi đã tha anh một lần, chỉ là để anh được sống lâu thêm mấy ngày mà thôi. Dù Diệp Lâm Quân có mạnh đi nữa thì đối mặt với đông đảo cấp quyền quý ở đảo Kim Cương và người của công ty Hắc Thủy nên việc chết tan thành bột là đều không thể chối cãi. Hà Dạ Tuyết nhìn Diệp Lâm Quân, nhịn không được nói lên một câu cảm thán, anh ta dám tự mình xông vào dự tiệc. Cũng coi như là can đảm lắm rồi. Vâng, không nói những cái khác, anh dám đến cũng là mạnh mẽ lắm rồi. Diệp Lâm Quân từng bước đi về phía trước, ánh mắt liếc về sau một vòng, rồi rơi vào người Vua Cờ Bạc. Hà Sơn Kiếm đã đến giờ rồi, ông có giao người ra hay không đây? Diệp Lâm Quân hỏi. Yếu tố tâm lý của kẻ này ngược lại rất mạnh nha. Đối mặt với những người mạnh nhất ở đảo Kim Cương cũng không sợ so với những đồ đệ kém cỏi nhà tôi thì vẫn mạnh hơn nhiều. Cửu Châu Huyền Tôn nhịn không được nói ra tiếng. Vua Cờ Bạc buông thỏng tay, kết quả quá rõ ràng rồi, người thì tôi sẽ không giao. Có bản lĩnh thì chính cậu tự tìm đi. Ha ha ha. Tất cả mọi người trong dòng họ Vua Cờ Bạc đều cười phá lên. Đơn giản là đang cười vì anh quá ngây thơ. Vậy mà dám uy hiếp dòng họ Vua Cờ Bạc. Đây không phải là người có bệnh hay sao? Được đã đến giờ rồi, chúng tôi không giao ra. Không phải cậu nói sẽ tự gánh lấy hậu quả sao? Chúng ta rất muốn biết hậu quả là gì đấy. Vua Cờ Bạc đã chờ không kịp xem hậu quả mà Diệp Lâm Quân nói. Những người khác cũng đều muốn nhìn thử xem là hậu quả gì. Trong mắt của họ, Diệp Lâm Quân chỉ giống như thằng hề đang chơi đùa mà thôi. Bọn họ đều muốn nhìn thử thằng hề này có thể quấy ra được trò gì. Diệp Lâm Quân nhếch miệng, được, được lắm. Không phải muốn tôi ra tay thôi sao? Đừng có hối hận. Diệp Lâm Quân còn lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là âm thanh nổi lên bốn phía chính là, không hối hận. Cậu cứ tới đi, nhanh lên nào. Để chúng tôi nhìn thử xem hậu quả gì mà chúng tôi không nhận nổi chứ. Nhanh lên một chút nào, tại sao cậu lại lề mề như vậy? Nhanh lên đi chứ, ha ha. Bọn người Quách Phi Hiệp tích cực thúc giục, sợ Diệp Lâm Quân không ra tay. Sắc mặt Diệp Lâm Quân đột nhiên thay đổi, trên người bộc phát ra một loại khí thế hủy diệt núi sông. Diệp Lâm Quân tung ra một cước vô cùng oanh động, một luồng khí lưu cực kỳ đáng sợ lập tức xê ngang qua. Răng rắc, răng rắc, những nơi nó đi qua thì các loại kiến trúc đều bị đổ sụp hoàn toàn. Toàn bộ hội trường bữa tiệc đều rơi vào hỗn loạn. Luồng khí cực mạnh vạch ra một vết nứt dài mấy chục mét trên mảnh đất khô cằn. Răng rắc, ầm ầm. Cách đó không xa là một dãy nhà đã lập tức đổ ầm xuống. Khói mù cuồn cuộn bốc lên ngập tràn toàn trường. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ được đột nhiên Diệp Lâm Quân lại nổi lên như vậy. Một cước với uy lực kinh khủng như vậy. Những người thúc giục trước đó thì trên thực tế đều muốn xem trò cười của Diệp Lâm Quân. Không nghĩ tới anh lại làm thật như vậy. Cái này, thì ra anh ta cũng là cao thủ. Chiêu này của Diệp Lâm Quân thật sự làm rung động mọi người ở đây. Bao gồm luôn cả Cửu Châu Huyền Tôn. Cũng bị kinh ngạc không thôi. Cúa mạnh. Bên trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối có chỗ dừng chân. Trách không được cậu ta lại lớn gan như vậy. Đám khiêu khích của Vua Cò Bạc, thì ra thật sự là có tài năng nhai bắt lấy. Dòng họ Vua Cò Bạc đã không thể chịu đựng được. Hà Công Đường vung tay lên, vô số cao thủ bay thẳng tới chỗ Diệp Lâm Quân. Nhiều lần khiêu khích dòng họ Vua Cờ Bạc thì kết quả nhất định phải chết. Coi như xem một trận tỉ thí đi. Vua Cờ Bạc cười nói. Cửu Châu Huyền Tôn cũng cười theo. Căn bản là không có để Diệp Lâm Quân ở trong lòng. Ầm ầm. Ầm thế nhưng là Diệp Lâm Quân lại giống như đang đá banh, một cước đá bay một người. Một loạt bóng người bay ra toàn trường, bất chợt một đạn pháo hình người xẹt qua, đánh cho các nơi ở Sơn Trang bừa bộn cả lên. Thời gian dần trôi qua thì nụ cười trên mặt của Vua Cờ Bạc cũng không còn nữa, Cửu Châu Huyền Tôn cũng ngưng trọng lại. Âm âm, Diệp Lâm Quân lại phát ra thần lực của mình, khiến cho những cao thủ của dòng họ Vua Cờ Bạc như đám chó trong bầy. Trước mặt của Diệp Lâm Quân dường như không hề có sức chiến đấu. Rất nhanh,
mấy trăm cao thủ đã rơi xuống các nơi ở Sơn Trang, ngã xuống trên mặt đất rồi lăn lộn rên rỉ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Không chịu nổi một đòn. Diệp Lâm Quân cười khinh miệt nói. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều cười không nổi nữa. Diệp Lâm Quân mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Nhất là Hà Dạ Tuyết và đám người Quách Phi Hiệp đều cực kỳ rung động. Bọn họ cũng đã nhận biết Diệp Lâm Quân từ trước, bây giờ Quách Phi Hiệp cũng đã hiểu rõ vì sao Diệp Lâm Quân lại có gan khiêu khích lực lượng của bọn họ. Cũng hiểu rõ vì sao Diệp Lâm Quân yên lặng không tiếng động mà xuống thuyền. Người bình thường đã mạnh như này sao? Ngay từ đầu cũng không nguyện ý nhìn nhiều thôi, cho tới bây giờ Hà Dạ Tuyết đã không thể coi thường. Phế vật, cả đám đều là lũ phế vật. Lên, bắt cậu ta lại cho tôi. Hà Công Đường thẹn quá hóa giận, phái ra càng nhiều cao thủ mạnh hơn giết Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nhếch miệng lên lộ ra vòng cung khinh thường, cùng mấy trăm cao thủ hỗn chiến với nhau. Răng rắc, ách, Diệp Lâm Quân ra quyền là dính vào thịt, nện đến đâu máu tươi vẩy ra tới đó, tiếng kêu khóc thảm thiết. Mạnh mẽ như thần, Diệp Lâm Quân lấy phong thái lấy một địch trăm, hoàn toàn chèn ép hết gia tộc vua cờ bạc. Xuy, phụt, những nơi Diệp Lâm Quân đi qua ngã xuống vô số người, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ trang viên đều bừa bộn cả lên. Sắc mặt của những người trong gia tộc vua cờ bạc cùng các tân khách có mặt ở đó đều khó coi vô cùng. Giống như là ăn phải con ruồi. Sỉ nhục, đây là một sỉ nhục vô cùng lớn. Người ta lẻ loi một mình mà có thể đánh được gia tộc vua cờ bạc, mà gia tộc vua cờ bạc lại ngăn không được. Như thế lại phái ra 700-800 cao thủ nhưng ngăn cũng không được, gia tộc vua cờ bạc còn không sợ Diệp Lâm Quân hay sao? Không nói đến là họ có át chủ bày chân chính còn chưa ra. Cửu Châu Huyền Tôn và cậu chủ của công ty Hắc Thủy vẫn còn ở đây mà. Dù cho Diệp Lâm Quân có bản lĩnh tới trời thì có thể đấu thắng được Cửu Châu Huyền Tôn cấp thứ tư của thiên bảng hay sao? Chuyện này là không thể nào. Chỉ là bây giờ cảnh tượng như này có hơi khó xử, khiến cho gia tộc vua cờ bạc hoàn toàn mất mặt mũi. Trong vòng thượng lưu cũng không còn mặt mũi đi vào. Bây giờ, Diệp Lâm Quân khiến cho gia tộc vua cờ bạc mất hết mặt mũi thật rồi. Khiến cho trước mặt mấy người Cửu Châu Huyền Tôn mà vua cờ bạc không xuống đài được. Vua cờ bạc này, anh có cần tôi ra tay không? Cửu Châu Huyền Tôn nói đùa, giết một con chuột nhắt, sao cần ngài ra tay chứ? Vua cờ bạc và các con cười miễn cưỡng. Nụ cười thật xấu hổ. Nếu mà nói thực sự cần Cửu Châu Huyền Tôn ra tay, như vậy gia tộc vua cờ bạc sẽ bị làm trò cười. Đường đường là bá chủ của đảo Kim Cương, gia tộc vua cờ bạc. Lại không biết làm sao trước một chàng trai trẻ tuổi. Nếu truyền ra ngoài thì đúng là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Bọn họ cũng không thể lăn lộn sinh sống ở cái đảo Kim Cương này nữa. Các người lên đi nào. Muốn biết thân phận thực sự của anh tai lên. Gia tộc vua cờ bạc, không thể bị làm nhục như vậy được. Vua cờ bạc vung tay lên, các cao thủ của gia tộc vua cờ bạc huy động toàn bộ lực lượng tấn công. Mấy con át chủ bài chưa dùng đều được sử dụng đến. Nhưng mà từng người đều bị văng ra. Một lúc sau, mặt đất đầy người kêu gào đau đớn. Không một cao thủ nào của gia tộc vua cờ bạc còn đứng vững. Diệp Lâm Quân chỉ có một mình mà thực lực của anh đủ để nghiền nát gia tộc vua cờ bạc. Tất cả mọi người của gia tộc vua cờ bạc đều kinh hoàng. Vốn dĩ còn tưởng chỉ là một trò khôi hài, bọn họ đã đứng xem như xem một vở kịch vui vậy. Đâu biết rằng Diệp Lâm Quân thực sự một mình có thể càn quét toàn bộ gia tộc cờ bạc. Bây giờ gia tộc vua cờ bạc đã sử dụng hết át chủ bài, những cao thủ cần dùng đều đã dùng hết. Nhưng mà vẫn không có kết quả. Căn bản là không chấn áp được Diệp Lâm Quân chút nào. Anh ta, Quách Phi Hiệp mở miệng nói đã run rẩy. Anh ta kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc ở trên tàu sợ Diệp Lâm Quân không rời đi, anh ta sẽ bị phiền phức. Bây giờ anh ta không phải đang ở chỗ Diêm Vương sao? Thật may mắn vô cùng. Đôi mắt đẹp của Hà Dạ Tuyết và Phương Khởi Doanh vẫn chưa từng rời khỏi Diệp Lâm Quân. Người bình thường lại có bản lĩnh như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là lúc trước Hà Dạ Tuyết không đuổi anh xuống thuyền, nếu không thì bọn họ còn sống hay không cũng là vấn đề. Bầu không khí giữa sân dần dần đóng băng. Lúc này, Diêm Dần của công ty Hắc Thủy đứng lên, tôi là Diêm Dần của công ty Hắc Thủy. Nhà họ Hà là do chúng tôi bảo kê, mau quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ tha mạng cho anh. Im Dần nói nhẹ nhàng bâng quơ u như không vậy.
Cả anh ta và thuộc hạ đều tin rằng chỉ cần đối phương nghe được danh tính của anh ta, sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi. Cho đến nay, cách giải quyết vấn đề và hóa giải mâu thuẫn của Jim dần đều rất đơn giản. Chỉ cần nói ra danh tính của mình, xông lên tát đối phương vài cái bạt tai, sự việc sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ vậy đói trong rất nhiều năm như vậy. Jim dần đã sử dụng phương pháp này để giải quyết bất kể đối phương là ai. Cho đến nay anh ta chưa bao giờ thất bại. Dù sao thì có ai muốn đắc tội với công ty Hắc Thủy và phòng thí nghiệm chư thần sau lưng bọn họ chứ? Ai mà không cho bọn họ mặt mũi chứ? Bây giờ, Jim dần cũng đang làm theo cách đó. Sử dụng phương pháp này để giải quyết nguy cơ của gia tộc vua cờ bạc. Anh ta đã tưởng tượng cảnh Diệp Lâm Quân quỳ trước mặt anh ta, để cho anh ta tùy ý tát vào mặt. Nghĩ đến điều này, Jim dần gần như bật cười thành tiếng. Im dần phát ra âm thanh, trái lại làm cho Diệp Lâm Quân sửng sốt. Hả, công ty Hắc Thủy, có liên quan gì đến Richard không? Diệp Lâm Quân không ngờ lại gặp được người của Richard ở đây. Gián tiếp tính toán thì chính là kẻ thù. Những người được gọi là kẻ thù, gặp nhau thì đỏ mặt tía tiêu tên nhóc kia đã đụng phải họng súng rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân ngây người, Dim dần và người của anh ta đều cười châm chọc. Quả nhiên là thực sự hiệu quả. Vừa biết thân phận của anh ta, ngay cả Diệp Lâm Quân cũng thực sợ hãi. Gia tộc vua cờ bạc từ trên xuống dưới cũng tỏ ra vui mừng. Hơn nữa là mấy người vua cờ bạc Hà Công vấn lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Rất thỏa mãn. Thật sự rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Hãy nhìn vào sức mạnh của đứa con rể này xem L chỉ cần nói một câu là trấn áp được Diệp Lâm Quân. Gia tộc vua cờ bạc đã và đang tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Kết hôn cùng với cậu chủ của công ty Hắc Thủy là đúng. Im dần đứng dậy đi về phía Diệp Lâm Quân từng bước dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Thằng nhãi kia quỳ xuống và dập đầu thừa nhận sai lầm của mình. Tôi sẽ tha mạng cho anh. Chuyện này xem như kết thúc. Jim dần chế nhạo nói. Không lâu sau, Jim dần bước tới trước mặt Diệp Lâm Quân. Anh đã từng nghe nói về công ty Hắc Thủy chưa? Có nghe qua rồi. Có biết phòng thí nghiệm chư thần, đúng không? Biết chứ. Jim dần nụ cười càng ngày càng đậm. Cái gì cũng đều biết, vậy thì quỳ xuống xin lỗi đi, tôi đây chính là sự tồn tại mà anh không thể trêu vào. Nhà họ Hà anh cũng không thể đắc tội được. Nhưng khi anh ta vừa mới nói lời này xong, Diệp Lâm Quân chỉ là trực tiếp nhìn thẳng vào mặt anh ta. Thằng nhãi kia còn chần chờ gì nữa? Quỳ xuống xin lỗi nhanh đi. Jim dần vươn tay muốn đẩy Diệp Lâm Quân. Chát! Không ngờ tới Diệp Lâm Quân vừa vung tay ra tát vào mặt anh ta một cái vô cùng dữ tợn. Nhất thời, da thịt anh ta bị rách, máu tươi tứa ra đầm đìa. Jim dần hét lên thảm thiết như một con lợn bị cắt tiết. Mẹ kiếp anh là ai vậy? Tôi quen biết anh sao? Cút! Diệp Lâm Quân lại tát vào mặt bên kia của Dim dần. Nửa bên mặt còn lại của anh ta cũng bê bết máu. Tôi là Jim dần, cậu chủ của công ty Hắc Thủy. Anh phải quỳ xuống cho tôi. Dim dần hét lên, chát! Diệp Lâm Quân lại tát một cái nữa, anh là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt tôi phải quỳ xuống cho anh chứ? Bởi vì tôi là người mà anh không có thể trêu vào. Tôi từ Hắc Thủy, chát. Jim dần chưa kịp nói xong thì lại nhận thêm một cái tát dữ tợn vào mặt. Tôi là, chát. Lại thêm một cái tát nữa. Ôi, chát. Jim dần nghẹn ngào và ăn thêm một cái tát. Một bên mặt của anh ta sưng lên như đầu lợn. Một gương mặt bê bết máu thịt, đến ba mẹ cũng không thể nhận ra anh ta nữa. Hu hu hu, Jim dần bị đánh khóc toáng lên, những giọt nước mắt liên tục chảy xuống. Chát, Diệp Lâm Quân lại thêm một cái tát. Thử phát ra tiếng nữa xem. Phù phù, Jim dần phù phù rồi khuỵu chân quỳ rạp xuống đất. Đừng đánh nữa, tôi phục rồi, tôi sẽ không nói lung tung nữa. Jim dần dập đầu van xin tha thứ. Cho dù anh ta kiêu ngạo đến như thế nào, thật sự cũng sẽ bị Diệp Lâm Quân đánh chết mất thôi. Trong suốt quá trình này, tất cả mọi người đều choáng váng và chết lặng. Căn bản là không có phản ứng nào cả. Jim dần thế mà lại chịu đau khổ. Anh làm sao vậy? Mau buông cậu chủ của tôi ra. Cao thủ của công ty Hắc Thủy nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân, hét lên. Diệp Lâm Quân không lên tiếng. Chát! Thay vào đó, anh ta tát vào mặt Jim dần một cái nữa. Jim dần lại kêu lên thảm thiết. Các thủ hạ càng tỏ ra vẻ kiêu ngạo, người nhận hình phạt lại là Jim dần. Anh thử động vào cậu chủ tôi lần nữa xem. Thủ hạ của, Im dần lo lắng,
nhịn không được nên hét lên. Chính các người nói đó nha. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Chát. Một cái tát nữa giáng xuống mặt, im dần. Adim dần phát ra từng trận kêu gào thảm thiết. Thằng nhãi, anh muốn tìm cái chết hả? Anh còn không? Chát. Người đàn ông kia vừa nói được nửa lời, Diệp Lâm Quân lại tát vào mặt, im dần. Adim dần bị đánh sắp chết đến nôi rồi. Thằng nhãi kia, anh. Đám vệ sĩ còn muốn kiêu ngạo, đột nhiên Adim dần điên cuồng hét lên, câm miệng. Các người nói thêm hai câu nữa, tôi sẽ bị đánh chết luôn. Cút, cút khỏi đây cho tôi. Một lũ rác rưởi, sau này tôi chắc chắn sẽ giết hết các người. Adim dần sắp nổ tung. Đám thủ hạ ngu ngốc này. Không có tác dụng gì cả, còn ngu chết đi được. Không thấy nếu nói thêm một câu nữa thì mình lại bị đánh sao? Cao thủ của công ty Hắc Thủy chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không dám động đậy. Vì sợ Diệp Lâm Quân sẽ tiếp tục tát Simpson NL đi, Diêm dần lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Diệp Lâm Quân cười lạnh, có gan đó. Anh rất gan dạ thế nhưng anh đã cùng công ty Hắc Thủy chuốc thù kết oán rồi. Anh chờ. Im dần chưa kịp nói xong thì lại bị Diệp Lâm Quân tát thêm một cái. Phụt. Cái tát này đã đánh bay hàm răng trắng ẩn của Im dần. Không còn một cái răng nào. Ông đây ghét nhất là công ty Hắc Thủy và LL phòng thí nghiệm chư thần. Diệp Lâm Quân giận dữ hét lên. Đều là do cái miệng của tôi. Im dần hối hận về chết đi được. Vừa mới nhắc nhở cấp dưới không được vạ miệng, không ngờ chính mình lại quên mất. Diệp Lâm Quân ở trước mặt anh ta giống như một kẻ điên. Không muốn nghe mấy lời đe dọa này nhất. Vạ miệng sẽ bị đánh. Im dần ngậm chặt miệng lại, kiên quyết không phát ra âm thanh nào. Người của anh ta cũng vậy. Không phát ra động tĩnh gì. Ánh mắt Diệp Lâm Quân nhìn về vua cờ bạc và những người khác đang khiếp sợ. Hàng trăm người thuộc giới quý tộc của đảo Kim Cương phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Người trẻ tuổi hãy dừng tay lại đi. Chúng tôi biết cậu rất mạnh mẽ rồi. Nhưng cậu cứ khư khư cố chấp, không lẽ định đắc tội với cả đảo Kim Cương này sao? Không lẽ lại muốn kết thù oán với gia tộc vua cờ bạc, công ty Hắc Thủy và cả Cửu Châu Huyền Tôn nữa hay sao sao? Đúng vậy. Mặc kệ anh có thực lực mạnh đến đâu, đắc tội với mấy người đó đều là đi vào đường chết, thu tay lại đi. Dừng lại đi, anh đã phạm sai lầm lớn rồi. Đừng tiếp tục nữa. Trước sự đe dọa và thuyết phục của đám đông, Diệp Lâm Quân vui vẻ, bọn họ sao? Vẫn chưa đủ tư cách làm kẻ thù của tôi đâu. Có thể được coi là kẻ thù thực sự. Chỉ có một mình Richard và phòng thí nghiệm chư thần phía sau mới được tính. Mấy người khác căn bản là không xứng. Ngạo mạn. Ngang ngược, không để bất cứ ai vào mắt. Nhưng tất cả mọi người chỉ có thể nhìn, dù sao thì anh cũng có thực lực này. Mặc dù công ty Hắc Thủy rất mạnh, nhưng đằng sau nó vẫn có phòng thí nghiệm chư thần. Nhưng lại là thứ hèn nhát nhất. Thậm chí không thể hiện được chút thực lực nào, đã bị anh nghiền nát một cách điên cuồng. Đôi mắt đẹp của Hà Dạ Tuyết đôi chớp chớp. Cô ta nhìn thấy ở Diệp Lâm Quân có gì đó rất khác. Vẫn còn rất nhiều niềm tự hào của Lạc Việt chúng ta. Ví dụ, vị này không có tên trong danh sách. Quách Phi Hiệp đã sợ hãi đến mức cơ thể run lên bần bật. Trước kia anh ta từng cho rằng Diệp Lâm Quân là con sâu cái kiến. Bây giờ chính mình mới thật là con kiến. Diệp Lâm Quân nhìn mọi người của gia tộc vua cờ bạc, cười nói, tôi đã nói tất cả hậu quả đều do tôi tự mình gánh lấy. Hiện tại tất cả đã tin chưa? Từ trên xuống dưới của gia tộc vua cờ bạc sắc mặt đều khó coi đến cùng cực. Danh tiếng của gia tộc vua cờ bạc trong nhiều thập niên đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị một người đánh bại là một điều sỉ nhục. Cho đến bây giờ, bọn họ chưa từng thừa nhận thất bại. Hy vọng duy nhất chính là Cửu Châu Huyền Tôn. Cửu Châu Huyền Tôn, xin ngài hãy ra tay cứu vấn sĩ diện cuối cùng cho đảo Kim Cương đi. Từ trên xuống dưới của gia tộc vua cờ bạc đều ngước nhìn về phía Cửu Châu Huyền Tôn. Được. Cửu Châu Huyền Tôn là hy vọng cuối cùng của gia tộc vua cờ bạc và cả đảo Kim Cương. Nếu ông ta không giành được phân thắng, như vậy đảo Kim Cương vĩnh viễn sẽ bị giẫm nát dưới chân. Nghe được Cửu Châu Huyền Tôn đồng ý. Từ trên xuống dưới của gia tộc vua cờ bạc đều nhất loạt thở dài nhẹ nhõm. Danh tiếng của gia tộc vua cờ bạc vẫn còn có thể giữ được. Nghe thấy sư tôn chuẩn bị ra tay, các đệ tử của Cửu Châu Huyền Tôn phấn khích hét lên. Mọi người đều muốn biết Cửu Châu Huyền Tôn sau khi bế quan đã đạt đến cảnh giới nào. Vừa văn thông qua Diệp Lâm Quân có thể để cho mọi người được mở mang tầm mắt. Tâm tư của Cửu Châu Huyền Tôn cũng nghĩ như vậy.
Ông ta cũng muốn biểu diễn thuật pháp kỳ diệu của mình. Lúc trước ông ta nghĩ ngờ rằng Diệp Lâm Quân không đủ mạnh, có thể không cần để ông ta ta tay. Nhưng mà, Diệp Lâm Quân thật sự quá mạnh. Vừa vặn thích hợp với khả năng của ông ta, nghe nói đệ nhất đại sư thuật pháp của đảo Kim Cương sẽ ra tay, các cao thủ khác của đám đại sư thuật pháp ở đảo Kim Cương đều đi vào. Bọn họ rất muốn chứng kiến sự đáng sợ của đại sư thuật pháp. Cậu đúng là vẫn còn quá trẻ, không biết núi này cao còn có núi kia cao hơn sao. Người trẻ tuổi kiêu ngạo cũng tốt, nhưng cũng đừng nên quá ngạo mạn. Trên đời này luôn là có người lợi hại hơn cậu vô cỏ bạc không thể không nói. Cửu Châu Huyền Tôn nói tiếp, đúng vậy. Người trẻ tuổi à, cậu rất có thiên phú, tương lai có thể top 5 của thiên bảng. Nhưng mà cậu kiêu ngạo như vậy, tôi hôm nay nhất định phải giải quyết cậu. Diệp Lâm Quân vui vẻ. Anh hiện là đệ nhất trong thiên bảng. Hàng vạn hàng nghìn người đều chú ý đến trận chiến này. Đôi mắt xinh đẹp của Hà Dạ Tuyết lóe lên, không biết vì sao, nhưng trong lòng cô ta rất hy vọng Diệp Lâm Quân có thể thắng. So với, Im Dần bị đánh thành đầu lọt, Diệp Lâm Quân chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô ta. Trước đây cô ta vẫn có thể đồng ý với hôn ước, nhưng bây giờ nhìn Im Dần chật vật như vậy, cô ta không muốn kết hôn với anh ta nữa. Trận chiến ở đảo Kim Cương này càng ngày càng náo nhiệt. Dù sao cũng là top 4 trong thiên bảng ra tay. Đừng nói nhảm nữa, đến đây đi. Đánh bại Zed ông xong, tôi còn có việc khác cần phải làm nữa. Diệp Lâm Quân ngoắc ngoắc ngón tay với Cửu Châu Huyền Tôn. Một câu nói khiến Cửu Châu Huyền Tôn và hàng ngàn đệ tử của ông ta lập tức tức giận. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Ý tứ của Diệp Lâm Quân có nghĩa là sư phụ của bọn họ sẽ bị đánh bại sao? Muốn chết à? Tiểu bối vô tri. Cửu Châu Huyền Tôn không lưu tình chút nào, bắn ra một chiêu thuật pháp. Rầm rầm. Luồng khí mà thuật pháp biến đổi ùn ùn kéo đến Diệp Lâm Quân. Luồng khí khủng khiếp sẽ bóp nghẹt mọi người thành từng mảnh vụn. Mọi người đều bị sốc. Cửu Châu Huyền Tôn xứng đáng là đệ nhất đại sư thuật pháp. Thuật pháp tùy tay vung ra đã có sức mạnh như vậy. Mù mi Diệp Lâm Quân đấm một quyền vung ra, dòng khí lập tức bị nghiền nát, tản mát ra xung quanh. Cửu Châu Huyền Tôn chấn động. Kế tiếp, các thuật pháp khác nhau của ông ta cùng nhau xuất hiện. Hầu như tất cả các tuyệt học cả đời của ông ta đều đã được đem ra. Nhưng ở trước mặt Diệp Lâm Quân tất cả đều vô dụng. Bất chấp tất cả thuật pháp của ông ta, Diệp Lâm Quân đều dùng một quyền chắn được. Ngay từ đầu, ai cũng nở nụ cười hài lòng và yên tâm. Dần dần bàng hoàng, hoang mang, khó tin. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều choáng váng. Thật khủng khiếp. Thật quá đáng sợ, thuật pháp của Cửu Châu Huyền Tôn đã đạt đến mức có thể thay đổi thời tiết, khống chế sấm sét, gió mưa, thậm chí cả khí hậu ở những khu vực khác nhau đều có thể vận dụng để đẩy lùi. Nhưng tất cả những điều này đối phó với Diệp Lâm Quân đều bị bất lực. Quái thai. Tuyệt đối là quái thêu, ngay cả top 3 trong thiên bảng thì cũng tuyệt đối không có thực lực này. Dù song tình tử mạnh mẽ có trở lại cũng sẽ không thể đánh lại Cửu Châu Huyền Tôn. Điều này là không thể. Cậu ta rốt cuộc là ai? Thuật đại hủy diệt. Cửu Châu Huyền Tôn buộc phải tung ra tuyệt chiêu. Một loại thuật pháp giết chóc. Nhìn chung là rất tàn nhân và đâm máu, Cửu Châu Huyền Tôn bình thường sẽ không sử dụng. Nhưng mà giờ phút trọng yếu này phải sử dụng tới. Rắc rắc. Tất cả sấm sét trên bầu trời đều đánh xuống, muốn phá hủy mọi thứ. Chỉ vậy thôi hả? Diệp Lâm Quân cười lạnh một tiếng. Sức mạnh khủng khiếp phát ra từ cơ thể anh. Đột ngột triệt tiêu sấm sét trên bầu trời. Tạch tạch tạch. Cửu Châu Huyền Tôn lùi lại mấy bước, không khỏi hỏi, cậu là ai? Diệp Lâm Quân trầm mặc không nói, chậm rãi cởi bỏ mặt nạ hóa trang. Ánh mắt của hàng nghìn người có mặt đều đổ đồn về phía Diệp Lâm Quân. Mọi người đều nhìn thấy trên mặt Diệp Lâm Quân có lớp mặt nạ, ai cũng thở gấp, thậm chí còn nghẹt thở, trái tim như thắt lại cổ họng. Đây vậy mà không phải là gương mặt thật của anh ta sao? Lúc này Hà Dạ Tuyết mồ hôi nhễ nhại, không dám thở. Cô ta rất muốn biết gương mặt thật sau lớp mặt nạ kia. Cô ta tò mò về thân phận thật sự của Diệp Lâm Quân hơn bất kỳ người nào có mặt ở đây. Cửu Châu Huyền Tôn không chớp mắt nhìn Diệp Lâm Quân. Mặt nạ rất nhanh đã được lột ra, để lộ gương mặt thật sự của Diệp Lâm Quân. Hi ư, lúc này, âm thanh hít khí lạnh liên tục vang lên. Tất cả mọi người im lặng, ai cũng muốn nghẹn thở. Cơ thể mọi người bất động. Vẻ mặt ngưng trọng, giống như một xác chết biết đi vậy. Sau khi nhìn rõ gương mặt thật sự của Diệp Lâm Quân,
Vua Cỏ Bạc ngẩn ra. Hà Công Đường ngẩn ra. Hà Dạ Tuyết ngẩn ra. Cửu Châu Huyền Tôn ngẩn ra. Ngay cả, Im Dần đến từ tập đoàn Hắc Thủy cũng ngẩn ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ điên cuồng, vô cùng kinh ngạc. Anh ta! Vậy mà lại là anh ta! Đây là người mà không ai có thể ngờ tới. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt này, rất nhiều vấn đề đã được giải quyết. Tại sao một mình anh ta dám đến khiêu khích gia tộc Vua Cờ Bạc? Tại sao anh ta biết chuyện bán quỷ bán tiên bị nhốt lại? Tại sao anh ta luôn không để đảo Kim Cương vào trong mắt? Tại sao anh ta đến cậu chủ nhỏ của tập đoàn Hắc Thủy cũng đánh chết? Tại sao Cửu Châu Huyền Tôn ở trước mặt anh ta cũng chỉ có thể thất bại? Mọi vấn đề đều được giải quyết rõ ràng sau khi nhìn thấy gương mặt này. Hầu như mọi người đều nhận ra gương mặt của Diệp Lâm Quân. Cho dù có tương đối xa, đảo Kim Cương cách Lạc Việt rất xa, hầu như ai cũng biết. Lúc này, mọi người có mặt đều bị chấn động. Nhiều người như vậy, vậy mà có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thật sự đáng sợ. Đám người gia tộc Vua Cờ Bạc cũng dần dần phản ứng lại. Sắc mặt tái nhở, trong mắt tràn đầy đáng sợ. Thậm chí còn có người bị dọa chạy đầy mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy. Ông nội, anh ta là ai? Tại sao mọi người đều sợ anh ta vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Có một đứa trẻ không hề biết Diệp Lâm Quân, tò tò hỏi trưởng bối. Anh ta là ai? Đã từng là triền thần Côn Luân của Lạc Việt, Nhất Phũ Kiên Vương. Là người đứng thứ nhất trên thiên bảng của Lạc Việt Diệp Lâm Quân. Cậu ta cũng là hậu duệ của tà thần Hỏa Vân, chỉ huy của 7 vị tà thần. Có người hét to. Hít. Âm thanh hít khí lạnh không ngừng vang lên. Ai cũng không ngờ, người đứng thứ nhất trong thiên bảng của Lạc Việt lại đến đảo Kim Cương. Hai ngày trước Vua Cờ Bạc còn nói đùa nếu như Diệp Lâm Quân đến đảo Kim Cương thì tuyệt đối có thể áp đảo nơi này. Không ngờ lại thành sự thật. Anh ta thật sự đến rồi. Phụt. Quách Phi Hiệp đã không thể kiềm chế được nữa, lửa nóng trong lòng phun ra một ngụm máu tươi. Anh ta vậy mà lại tìm người đứng thứ nhất trong thiên bảng Lạc Việt để gây phiền phức. Trời ơi, anh làm cái gì vậy chứ? Cũng có cái may trong cái rủi, lúc đầu Diệp Lâm Quân rời đi trước, anh ta còn chưa gây phiền phức thành công. Một khi anh ta gây phiền phức thành công thì nhà họ Quách có thể sẽ bị xóa sổ khỏi đảo Kim Cương rồi. Cảm ơn liệt tổ liệt tông nhà họ Quách. Nhậm Kiều Phong và Khưởng Khởi Doanh không phải sao. Con kiến trong mắt bọn họ, trong nháy mắt đã trở thành sự tồn tại đỉnh cao mà bọn họ không thể leo lên được. Anh ta, là anh ta. Hà Dạ Tuyết dường như vui đến phát khóc. Sau khi nhìn thấy phong thái của Diệp Lâm Quân trong Đại hội Thiên Kiều, cô ta đã không thể quên được. Tư thế vô song đó đã khắc sâu trong đầu óc cô ta. Vừa rồi còn cảm thấy người này giống anh, bây giờ đã chứng minh rồi. Đây chính là Diệp Lâm Quân. Anh đến rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân, Hà Dạ Tuyết không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng phấn khích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.